Nhiều trai quá các bác. Nay rảnh rỗi đi ra đồng bắt trai nó nẻ nha các bác. Nhiều luôn đây. Túi luôn này. Đây có gì không? Đây là đấy. Sắp sửa người ta cho nước vào cấy mà nó há mồm ra nhiều ấy. Đây xem có nào. Đây còn nữa không ạ? Đây còn nữa. Đây các anh nhìn rõ nha. Kỹ nha. Đấy. Nhiều trai luôn. Cái này chỉ có ở quê mới có, như thành phố thì chắc không có. Này bắt sướng tay luôn các bạn. Còn trai lon. Đây còn nữa này. Đấy, nha. Lứt khô nó lứt ra rất nhiều chai luôn. Thì khô mới bắt đấy nhá, nếu mà không khô là không bắt được. Vì nó không lứt ra mà chai là nó chúi dưới đất này. Đấy, nhiều chưa? Đây còn nữa này. Tiếp theo nha các bác nhá. Đấy, lại quay tiếp. Rất nhiều luôn. Đây còn nữa này. Đấy. Đây đây con nữa này. Này con này chết rồi. Đây con nữa to chưa. Mình quanh đây xem con nào nữa không? Rất nhiều luôn, mất đi vẫn lại vẫn còn nhiều. Đây hai con nha các bác nhá. Đây. Hai con này. Đây còn nữa là dính. Đó. Nhỏ phết đấy. Đây còn nữa này. Đó. Đây còn nữa này. Nhiều rồi. Đấy. Đây còn nữa này. Đây này còn nữa. Đây này còn nữa này. Đó. Quá nhiều. Đây còn nữa. Đây nha, nó dính vào đất này quá. Đấy, cậy ra. Đây còn nữa. Đây nhá. Quá nhiều chai luôn các bạn. Rồi để đây tí quay lại lấy tiếp. Đây còn này chết rồi. Đây lại còn nữa. Đây con này to quá.
Nhiều chai quá các bạn. Đây còn nữa. Đây còn nữa. Con này chết rồi. Đây con này. Này to luôn. Đây con này. Nhiều. Không cầm hết. Đây con này. Để đây, tí quay lại thu hoạch tiếp. Đấy nha các bác nha, sau nửa tiếng thu hoạch thì từng bay của con. Nhiều á. Giờ về thôi các bác. Bác thấy hay nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh nhá. Hẹn gặp lại các bác mùa sau bẫy chim. Lại tải tiếng lên cho bác nhá.